Xin chào tất cả các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay thì đội của DVH là chuẩn bị có chuyến sang bên Hà Nội, thì cũng tiện đường đi giao luôn một cái đôi loa JBL Control 28. Đấy là bên đấy gọi là gì? Đào Tấn à? Đào Tấn. Số bao nhiêu nhỉ? Quen rồi, nhớ làm sao chi thế. Rồi tí cầm hóa đơn đi. Đây, mở hộp JBL Control 28. Hai cái này là hai cái giá treo các bạn nhé. Đây là hai cái giá treo này, và đây là cái chiếc lục giác cùng kèm cái cuốn catalog. Cái này mà không có cái catalog này không biết lắp mệt phết đấy các bạn. Đây bây giờ thì sẽ nhấc vào để test, cẩn thận rách túi. Cẩn thận rách túi ấy. Đây nhấc vào để test trước khi đi giao hàng. Đấy, nó làm bóng rất là cẩn thận các bạn ạ. Thùng hai thùng bìa xong lấy ra một giấy ấy. Ông hàng xóm kia có cái bô xe máy kêu to quá. Có con xe đều đi từ sáng giờ lượn mấy vòng rồi, nghe cứ hoành. Đang quay clip này tiếng nó vào rất ồn. Đấy, lộn ngược lại rồi. Đấy, loa rất là đẹp các bạn ạ. Một bát 20, một tép kèn từ neo các bạn nhé. Cái này đặt đây test cái thôi là xong rồi, mình sẽ mang đi giao cho khách luôn. Đôi này thì lời miễn bàn rồi, lời nó oánh rất là phê. Đây, đang bật nhạc nền bằng cái đôi loa JBL phía dưới. Sau Tết xong rồi vẫn mãi đi chơi các bạn ạ. Mãi đi chơi hội hè linh tinh, vẫn chưa có thời gian dọn dẹp lại nhà cửa, thì nhà vẫn chật chội bẩn thỉu á. Đang quay clip thì thôi mình xin lỗi nhá, thì mình sẽ gọi lại sau. Đấy, kênh này. Đấy. Đấy toàn đâu. Bật lên hát nổi hẳn tiếng lên luôn, đang oánh bằng kênh 34 của ông gì ạ. Tắt kênh 34 đi. Đấy nha, tắt kênh 34 thì bật bằng kênh 12 là bật loa dưới. Đấy các bạn thấy không? Bật loa dưới thì nó nhiều trống nhưng mà nó bí lời. Đây là các bạn như này. Đây nhá, bật kênh. Đây bây giờ bật loa to các bạn nghe nhá. Thấy không? Bật loa to thì trống nó nhiều trống nhưng mà nó bí lời. Nghe lời nó không rõ bằng lời. Lại bật loa lời lên này. Bây giờ lại bật đôi loa to nhá. Lại bật đôi loa lời này. Các bạn ạ. Đấy tôi thế là test xong rồi, hoạt động ngon lành, chuẩn bị giờ lấy đóng vào xong để đi ra cho khách. Phải nói loa lời có khác, nó oánh cái tiếng lời rất là sáng rõ ràng. Hộp này của nó xốp nó làm chắc chắn lắm. Hai lớp bìa ngoài vứt bỏ rồi cho nó sạch dễ vận chuyển. Đây này, cái này các bạn lắp đặt thì nhớ đọc cái cuốn catalog này nhá, thì lắp đặt thì nó mới thuận tiện. Cái này là người ta hướng dẫn đấu nối này, đấu một loa này, đấu bốn loa này, đấu hai loa và có trầm này, đây lại đấu sáu loa này, đây đấu sáu loa này. Nói chung là phải đọc cái catalog này mới giải quyết được. Đây là thiết kế âm thanh trong nhà, bốn loa treo bốn góc tường, và đây là người ta tính toán được cái độ bao phủ của âm thanh ở trong nhà này. Và đây này, cái này này, vấn đề tiêu âm và tán âm này. Đây là âm thanh ban đầu này, năng lượng sóng âm ban đầu này, đập vào tường
hấp thụ một ít vào tường này, xong rồi bật ra phản xạ, âm thanh phản xạ này ra ra mé này lại hấp thụ thêm một tí nữa rồi lại bật ra. Đây cái này là nó tính là các cái góc phóng, các cái góc phóng này, góc phóng đây, hướng dẫn đấu âm ly đấy. Nói chung là các bạn mà chơi cái này thì về thì nhớ đọc cái catalog này để có được một cái cách đấu nối nó hiệu quả nhất có thể các bạn nhá. Đây là đấu âm thanh trong nhà, chắc là các bạn chủ yếu chơi trong nhà thôi nhưng không chơi ngoài trời mấy. Đây cái này thì người ta hướng dẫn để đấu âm thanh ngoài trời này. Đây là có gió này, gió ngang này, gió dọc này. Đây âm thanh kiểu sân vườn đây. Âm thanh ở ngoài mặt ao, mặt hồ có mặt nước này, đầy water đầy nước này. Gió lạnh, gió nóng, rồi đây là âm thanh ở trên sân chơi thể thao này, ở dưới thì ví dụ ban ngày nó hấp thụ gió nóng, ở trên là gió lạnh. Đấy, đây cây cối này, âm thanh sân vườn có cây cối này và âm thanh ở khu vực hoang mạc, sa mạc này. Nhiệt độ nóng. Cái loa này thì nó chơi cả trong nhà lẫn chơi ngoài trời, nên một số các khu du lịch ấy, khu du lịch thì người ta chơi cả cái loa này quánh ngoài trời luôn các bạn này. Đây này. Hai output indoor là trong nhà, outdoor là ngoài trời các bạn nhé. Đấy, loa chơi cả trong nhà lẫn ngoài trời. Và cái thiết kế màng của nó, màng loa của nó là màng loa chống nước các bạn ạ. Đây, thùng loa chống nước và màng loa chống nước luôn, nên nó làm rất là hay, quánh cả trong nhà lẫn ngoài trời luôn. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Xin chúc các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Ở bây giờ thì sẽ đóng đôi này. Bây giờ sẽ đóng đôi này xong để cho lên xe chuyển đi thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.